Một cô gái hỏi người yêu: "Nếu chọn lựa giữa 500 triệu đồng và em, anh sẽ chọn đằng nào?" "Anh sẽ chọn ngay 500 triệu." "Ồ, vậy là anh không yêu em." "Bậy nào, anh yêu em lắm đấy chứ." "Nhưng em hãy thử nghĩ một chút xem, nếu anh chọn em, anh sẽ không có 500 triệu. Trong khi nếu em biết anh có 500 triệu, em sẽ lấy anh ngay lập tức." Ba sinh viên ngồi quán cóc tán chuyện. Sinh viên thứ nhất nói: "Anh mình là nha sĩ, chỉ trong 10 phút cắm được 10 cái răng giả." "Sao bằng chú của tớ, ngần ấy phút cắm được 20 cái răng bừa." "Nhầm nhò gì, bác tớ có mấy phút cắm được những 40 cái răng nơm." Chủ quán nghe vậy liền giơ cao quyển sổ nợ lên và nói: "Ôi dào, phải nói đâu xa, thằng D cùng lớp với các cậu đấy, chỉ trong vòng 10 ngày mà cắm quán tôi đến 40 lần rồi." Giải thích những lý do tại sao đàn ông sợ lấy vợ. Nếu bạn để cô ấy ở nhà và cố gắng bảo vệ cô ấy khỏi cuộc sống đầy khắc nghiệt, bạn thật là gia trưởng. Nếu bạn ở nhà làm nội trợ, bạn thật là đàn bà. Nếu bạn cố gắng làm việc, bạn sẽ chẳng có thời gian để dành cho cô ấy. Nếu bạn không làm việc, bạn là một kẻ vô dụng. Nếu bạn khen cô ấy đẹp, đó là sự nịnh bợ. Nếu bạn không khen cô ấy đẹp, bạn thật là vô cảm. Nếu bạn khóc, bạn quá yếu đuối. Nếu bạn không khóc, bạn là một kẻ máu lạnh. Nếu bạn quyết định cái gì đó mà không bàn với cô ấy, bạn là kẻ độc đoán. Nếu bạn quyết định cái gì đó mà luôn xin ý kiến của cô ấy, bạn là người thiếu quyết đoán. Nếu bạn muốn cô ấy làm việc mà cô ấy không thích, đó là sự vô lương tâm. Nếu bạn muốn cô ấy cứ hoàn toàn làm theo ý thích của mình, bạn sẽ phải bán nhà. Nếu bạn nhìn các cô gái đẹp trên đường, khi đi cạnh cô ấy, bạn quá phóng đãng. Nếu bạn không chú ý gì đến các cô gái đẹp, bạn thật không bình thường. Nếu bạn mua hoa cho cô ấy, bạn đang có âm mưu gì đây? Nếu bạn không mua hoa, bạn thật là thô thiển. Nếu bạn ngủ ngon, bạn chẳng quan tâm gì đến cô ấy. Nếu bạn thức khuya nhiều, bạn làm cô ấy mất sức khỏe. Đấy, để làm được một người đàn ông, đồng thời làm được một người chồng, đâu có dễ dàng gì. Một lập trình viên trước khi đi ngủ đặt lên tủ hai cái ly. Một ly có nước để phòng nếu đêm muốn uống nước, một ly không có nước để dùng trong trường hợp không muốn uống. Hai chị em ngồi tâm sự. Cô em hỏi: "Chị và anh cưới nhau đã mấy mươi năm, cuộc sống thật là hạnh phúc. Em cũng muốn học tập nơi anh chị. Nhưng chẳng lẽ anh chị không bao giờ cãi nhau à?" "Chưa bao giờ xảy ra như vậy cả. Nếu có những bất đồng nảy sinh và chị đúng, thì anh ấy bao giờ cũng phải nghe theo chị." "Vậy nếu anh ấy đúng thì sao?" "Ồ, chưa bao giờ lại xảy ra như vậy cả. Em yêu à." Một giáo viên đưa ra bài học về sự lưu thông của máu. Giáo viên cố gắng làm sao để cho vấn đề nó rõ ràng hơn. Ông nói: "Bây giờ nếu tôi trồng cây chuối, như các bạn đã biết,
máu sẽ dồn xuống đầu và mặt của tôi sẽ chuyển sang màu đỏ. Cả lớp đồng thanh: vâng, thưa thầy. Thầy giáo vui mừng hỏi tiếp: vậy tại sao khi tôi đang đứng thẳng ở vị trí bình thường, máu lại không dồn xuống chân của tôi? Một cậu bé hét lên: thưa thầy, vì chân của thầy nó đặc, còn đầu của thầy nó trống rỗng, không có gì cả. Thưa thầy. Bà vợ sau hơn một tiếng đồng hồ chỉ chiết chồng, thấy chồng vẫn im lặng, bèn hạ câu cuối cùng: ông muốn tôi câm điếc cho vừa lòng hả? Ông chồng lơ đễnh nhổ râu, thủng thẳng đáp: tôi đâu dám mơ ước được cả một lúc đồng thời hai phép lạ ấy. Hai vợ chồng trẻ bàn với nhau: em à, chúng mình mua một căn hộ đi. Em đồng ý, nhưng phải tìm mua nhà tầng 1. Tại sao cứ phải tầng 1? Để đề phòng chuyện rủi ro. Bởi vì em đã từng quăng chồng cũ của em từ tầng 6 xuống đất. Nửa đêm, trong phòng ký túc xá, mọi người không hiểu tại sao một thằng nó cứ cầm con dao đi khắp phòng rồi sờ soạng của quý của mọi người. Sau đó nó về giường ngủ tiếp. Sáng hôm sau, một đứa hỏi: đêm qua mày làm gì đấy? Tao có làm gì đâu. Tao chỉ nằm mơ thấy tao đi hái dưa chuột mà gặp toàn quả héo. Chuyên mục Phụ nữ bốn phương. Tại Tokyo, Nhật Bản. Tại phi trường Tokyo đông nườm nượp, một anh chàng chẳng may chạm vào làm rách chiếc váy của một cô gái Nhật. Anh ta chưa kịp nói lời xin lỗi thì cô gái đã cúi rạp người, nhỏ nhẹ nói: xin lỗi đã làm phiền anh, chỉ vì phẩm chất chiếc váy này tệ quá. Tại New York, Mỹ. Tại trung tâm Times Square, New York, tấp nập người qua lại. Một anh chàng Mỹ vô tình động vào làm rách chiếc váy của một em tóc vàng. Anh chàng này chưa kịp mở miệng thanh minh thì cô gái đã rút ngay ra một tấm danh thiếp và nói với anh ta: đây là số phone của luật sư của tôi. Ông ta sẽ tìm anh để bàn về việc quấy rối tình dục này. Chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án. Nói xong, cô gái lấy số phone của anh chàng kia rồi ngẩng cao đầu bước đi. Tại Paris, Pháp. Dưới chân tháp Eiffel, một chàng lãng tử Pháp không may làm rách chiếc váy của một cô nàng Pháp. Chàng chưa kịp nói gì thì cô nàng đã cười hích hích. Sau đó ghé vào tai chàng trai, cô nói: nếu anh không ngại thì tặng em một bông hồng để xin lỗi đi. Sau khi mua một bông hồng tặng nàng xong, chàng bèn mời nàng đến một khách sạn để cùng tán gẫu về thời trang phụ nữ. Tại London, Anh Quốc. Tại quảng trường Church bên dòng sông Thames êm đềm, một chàng trai vô tình làm rách chiếc mini skirt của một cô gái Anh. Anh chàng này chưa kịp thanh minh thanh nga gì thì cô gái đã vội vàng dùng tờ báo đang cầm để che đi chỗ bị rách. Cô nàng lịch sự nói: thưa ông có thể đưa tôi về nhà được không? Nhà tôi ở phía trước, gần thôi. Anh chàng này bèn lấy áo ấm của mình quấn lại cho cô gái, rồi vẫy một chiếc xe taxi đưa cô gái về nhà an toàn để thay một chiếc váy mới. Tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Trước tượng đài giải phóng quân tại Trùng Khánh, một anh tàu chẳng may làm rách toạc chiếc váy ngắn của một cô gái Trùng Khánh.
Anh này chưa kịp mở miệng xin lỗi thì đã nghe tát cái bốp một cái vào bên tai. Cô gái tay thì túm chặt lấy cổ anh chàng, mồm thì rít lên: "Mày to gan nhỉ, dám chọc tới bà mày à? Đi gặp 110 ngay, đi ngay cùng tao." Tại Phuket, Thái Lan. Trên bãi biển Phuket, Thái Lan, một anh chàng Thái vô tình làm rách chiếc váy ngắn của một cô gái. Chàng trai chưa kịp nói gì thì cô gái đã cười và nói: "Này, chưa kịp ngã giá mà đã đòi xem hàng rồi hả anh?" Tại Hà Nội, Việt Nam. Tại chợ Đồng Xuân, chàng thư sinh chẳng may làm toạc chiếc váy ngắn của một em gái ngành. Chàng này chưa kịp đưa tay xin lỗi thì nàng đã hét lên: "Éo mẹ tiên sư bố cả lò nhà mày, mắt mũi mày để đâu? Hả cái thằng nỡm kia, bà thì bà tát cho mày một cái, mặt mày lật ra sau lưng, đít gập vào cổ, mặt đổ làm đôi, răng môi lẫn lộn đấy nhé." Và sau đó, quần áo của chàng này bị rách tả tơi, với cái lỗ mũi ăn trầu, cái đầu ăn guốc. Năm 1990, một người đàn ông ở Mỹ đã giao bán thiết bị sấy khô quần áo bằng năng lượng mặt trời với giá $50. Sau khi đặt hàng, khách hàng nhận về một sợi dây phơi đồ. Ông bố trách đứa con trai: "Nhà bác Trương hàng xóm rất là không vui vì con đánh vào mắt của con trai bác ấy. Con nói là con bị sơ suất, có phải vậy không?" "Vâng ạ, bởi vì con định nhằm vào mũi của nó để con đánh cơ." Tại đám tang, vị cha xứ đọc bài diễn văn dài về người đã khuất. Đó là một con người trung thực, một người chồng thương yêu và là người cha nhân hậu. Nghe đến đây, bà quả phụ ghé vào tai người con đang đứng bên cạnh. Bà thì thầm: "Con nhìn thử vào quan tài xem, có đúng là cha của con đang nằm trong đó không?" Hai sinh viên triết học năm thứ nhất đi qua khu giảng đường và nhìn thấy trên bảng tin có hàng chữ: "Khóa học khai tâm về suy luận logic, khai giảng ngày 13 tháng 5, học cả ngày." Cả hai đều không có khái niệm gì về môn học này nên rất tò mò. Họ đi tìm giáo sư bộ môn. Người bạo dạn hơn tiến vào văn phòng: "Thưa giáo sư, khóa học khai tâm về suy luận logic có nghĩa là gì ạ?" Giáo sư đáp: "Môn học này giúp người học dựa trên những thông tin sẵn có, sử dụng tư duy logic để lập luận và đưa ra những thông tin mới. Để dễ hiểu hơn, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi: cậu có xe hơi không?" "Có," cậu sinh viên đáp. "Vậy là tôi có thể suy luận một cách logic rằng cậu biết lái xe." Giáo sư nói: "Vâng, đúng vậy." "Tiếp đó, tôi có thể suy luận rằng cậu lái xe đi chơi vào kỳ nghỉ cuối tuần." "Đúng, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, em thường lái xe đến nơi hò hẹn." "Qua đó, tôi suy ra rằng cậu có tình nhân." Giáo sư tiếp: "Vâng, em có một cô bạn gái." Giáo sư kết luận: "Cuối cùng, tôi có thể suy luận một cách logic rằng cậu là người có quan hệ tình dục khác giới." "Vâng, đúng vậy. Giờ thì em đã hiểu nội dung của khóa học. Cảm ơn giáo sư." Khi anh chàng trở ra, người bạn đợi ở bên ngoài hỏi: "Thế nào, khóa học có gì hay không?" "À, nó bàn về sử dụng thông tin
và vài thứ linh tinh. Để tớ trả lời câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi nhé. Cậu có xe hơi không? Không, người bạn đáp. Vậy thì tớ có thể suy luận một cách logic rằng cậu là một gã đồng tính luyến ái. Đồ công tử bột ạ. Trong trại cai rượu, bác sĩ hỏi mấy con sâu rượu: các anh hãy cho tôi biết tác hại của việc uống rượu xem nào. Anh chàng tôm gật gù lên tiếng: hôm đó em say quá nên đi nhầm vào nhà hàng xóm và bị dần cho một trận. Thế còn cậu, Jack? Còn em say quá không làm chủ được tay lái, tông vào cột đèn. Còn chuyện của anh thế nào, John? Chuyện của em đúng là tai họa. Hôm đó em quá chén đến nỗi hỏi cưới một cô gái, mà khi tỉnh rượu em mới nhận ra đó là cô vợ vừa mới ly dị của em. Ông già đến gặp chàng trai, giận dữ chất vấn: con gái tôi nói rằng anh đã làm cho nó mang bầu, bây giờ anh định thế nào đây? Thưa bác, cháu đã có vợ và hai con và không muốn ly hôn, nhưng cháu sẵn sàng đền bù về vật chất. Khi đứa bé ra đời, cháu sẽ cấp cho nó một ngân phiếu trị giá 1,5 triệu đô la, sau đó mua cho con gái bác một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi do cô ấy đứng tên, và mỗi tháng sẽ cấp cho cô ấy số tiền là 30.000 đô la theo một cam kết bằng văn bản. Bác thấy như vậy đã được chưa ạ? Được, nhưng tôi muốn hỏi thêm một câu. Xin bác cứ hỏi. Nếu con gái tôi bị sảy thai, anh có thể cho nó cơ may thứ hai được không? Một người thợ trở về nhà sau ngày làm việc đầu tiên với nhiều vết bầm tím trên người. Vợ anh ta hỏi: có chuyện gây gổ à? Hoàn toàn không. Anh chỉ vô tình nói: Ivan, ném cho tôi cái cờ lê số 27. Thì sao? Anh đâu có biết ở trong cái xưởng đó có tới 9 người đều mang tên là Ivan. Khi cô vợ mở album ra để xem ảnh, nàng chỉ vào bà mẹ của mình trong ảnh rồi nói với ông chồng: anh xem này, mẹ em vui quá cơ. Thì đúng rồi. Thế anh hỏi em, nếu như em thoát được một món nợ lớn, em có vui không? Hả? Tại phòng hạng nhất trên chuyến tàu Bắc Nam, có hai hành khách, một nam một nữ, tỏ ra rất đồng điệu. Cả hai người cùng không thể tin tưởng vào vợ và chồng của họ ở nhà, bởi thế nào cũng có chuyện bồ bịch lăng nhăng. Đêm xuống, nghe từ giường bên, cô gái thở dài thườn thượt. Anh chàng gạ gẫm: em ơi, hay là chúng mình cùng trả thù họ một phen. Anh cũng ghê gớm thật, nhưng đúng thật, em càng nghĩ càng thù bọn họ. Sau trận đòn thù thừa sống thiếu chết, người đàn ông về nằm thườn thượt ở chỗ của mình. Tuy nhiên, tiếng thở dài vẫn phát ra từ giường bên. Anh ta ngạc nhiên hỏi: em vẫn chưa ngủ được à? Em chỉ nguôi được một lúc rồi cơn giận lại bùng lên. Hay là anh sang đây lần nữa đi, cho em đỡ nghĩ ngợi lung tung. Thôi thôi em ơi, đàn bà tụi em là chúa hay thù dai.